Ca sĩ Evie Trần đã bất ngờ nổ túi ngực khi đang trên máy bay từ Đài Loan về Việt Nam. Trong thế giới nhạc nhảy tại Việt Nam, cô này được gọi là thánh nữ Bolero Dance và có tên thật là Mai Tường Vi. Theo các nguồn tin trong nước, bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc một thẩm mỹ viện ở quận 8, đã xác nhận viện này đang điều trị cho Evie Trần sau khi cô bất ngờ bị nổ túi ngực sau 7 năm bơm silicone. Cô hiện đang hồi phục rất khả quan mặc dù là còn bị chấn động bởi tai nạn bất ngờ này. Theo nguồn tin cho biết vào ngày 22 tháng 10 vừa qua, sau khi xong cuộc lưu diễn tại Đài Loan, Mai Tường Vi cùng đồng nghiệp đáp chuyến bay từ Đài Bắc về Sài Gòn. Lúc đang trên máy bay, nữ ca sĩ nghe ngực trái có những âm thanh lạ giống như nổ bụp bụp. Từ thời điểm đó thì cô thấy ngực trái sưng to, nhưng nghĩ có thể là do áp suất máy bay. Ít ngày sau khi ngực ngày càng sưng lên, đau đớn và Mai Tường Vi tới liền bệnh viện khám và được chẩn đoán là bị vỡ túi ngực. Bác sĩ Lợi cho biết đáng lẽ ra khi túi ngực cũ bị hư phải giải phẫu lấy ra và khoảng 6 tháng sau mới có thể đặt túi ngực nâng ngực mới. Tuy nhiên vì tính chất công việc của Tường Vi phải lên sân khấu trong ngày mai với ngực bơm lại không thể để xẹp lép nên sau khi khám xét vết thương, các bác sĩ đã quyết định đặt túi ngực mới cho nữ ca sĩ. Mai Tường Vi nói với tờ báo Tiền Phong trong nước vào cuối tuần qua rằng 6 ngày qua đối với mình như là địa ngục vậy đó. Tinh thần của nữ ca sĩ cũng đã khá lên nhiều sau nhiều ngày rơi vào khủng hoảng. Mai Tường Vi đã từng đặt túi ngực silicone 7 năm trước với giá là 2.000 đô la Mỹ. Bác sĩ tên là LP, ngụ ở đường Chu Văn An ở quận Bình Thạnh là người đã thực hiện ca phẫu thuật. Khi sự việc xảy ra, Mai Tường Vi có gọi điện cho bác sĩ và thông báo. Theo lời nữ ca sĩ thì ban đầu bác sĩ này có trả lời và khuyên nên đi siêu âm để lấy túi ngực ra ngay. Tuy nhiên khi đặt vấn đề về trách nhiệm thì bác sĩ này né tránh với lý do là đã về quê, không còn hành nghề vì mắc bệnh ung thư. Sau đó thì bác sĩ này lặn luôn và mất liên lạc với ca sĩ vì từ đó. Tôi không biết ngực mình bên trong có viêm nhiễm sưng tấy hay là hoại tử gì không. Tôi cố đi kiếm bác sĩ đã từng làm ngực cho mình để người ta can thiệp vào nhưng không kiếm được ông ấy, nên đã phải tới bệnh viện khác để mà giải quyết, ca sĩ Mai Tường Vi nói như vậy. Gia đình nữ ca sĩ đã tìm đến địa chỉ trước đây của vị bác sĩ cung cấp tại quận Bình Thạnh nhưng không còn cơ sở thẩm mỹ ở đó. Mai Tường Vi cho biết bản thân cô nghĩ là sự việc xảy ra không phải là lỗi của bác sĩ đặt ngực mà là do túi ngực kém chất lượng. Cô chỉ muốn bác sĩ ra mặt để mà hỗ trợ trong việc yêu cầu hãng sản xuất có trách nhiệm khi cam đoan bảo hành trọn đời, cũng như là thể hiện trách nhiệm đối với bệnh nhân. Sau một ngày phẫu thuật đặt túi ngực mới thay cho túi ngực cũ đã vỡ thì sức khỏe của ca sĩ Mai Tường Vi với nghệ danh là Evie Trần đã dần ổn định. Ngực của nữ ca sĩ này hiện đã bớt sưng và khá là cân đối, không xuất hiện tình trạng nhiễm trùng. Bác sĩ Lợi cho biết là ông sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của bệnh nhân thêm vài ngày. Nếu không thấy có vấn đề gì thì ông sẽ cho ca sĩ về nhà để mà chỉnh diện tiếp. Bánh mì là món ăn quen thuộc của người Việt, có nhiều người đã mang bánh mì sang nước ngoài khởi nghiệp. Bánh mì Hội An được hai anh em Bùi Thanh Tâm và Bùi Thanh Duy đưa sang đất Nhật. Không phải bánh mì Sài Gòn quen thuộc, bánh mì Xin Chào của hai anh em Tâm và Duy mang đến xứ sở hoa anh đào những gì đặc trưng nhất của bánh mì Hội An. Ở đó có chả bò, thịt nướng, thịt muối, có chút đậm đà, thơm thảo của người miền Trung chất chiêu trong từng chiếc bánh như là món quà vặt ấm lòng những người con xa xứ. Theo thống kê của chủ tiệm, cứ 10 ổ bánh mì bán ra thì 4 ổ bán cho khách người Nhật và người nước ngoài sống tại nơi đây, 6 ổ còn lại thì bán cho người Việt khắp nơi tìm đến. Giá mỗi chiếc bánh mì chỉ có hơn 100.000 đồng mỗi ngày, tiệm bán gần 200 phần. Rất nhiều ngày vì không lường được số lượng khách quá đông, cửa tiệm đăng bảng xin lỗi vì hết bánh. Vào ngày lễ Tết số lượng có thể lên tới 500 cái. Lúc khai trương cửa hàng bánh mì trên phố Waseda Dori ở Tokyo, ông chủ Bùi Thanh Tâm đang học năm cuối và chuyên ngành kinh tế ở trường đại học Yokkaichi, Osaka. Cơ duyên bắt đầu từ chuyến thăm một người bạn, thấy hàng dài khách đang đợi mua cho được phần bánh mì kebab của người Thổ Nhĩ Kỳ và nảy sinh ý tưởng bán bánh mì Việt Nam. Sinh ra ở Quảng Nam, có bánh mì Khánh, bánh mì Phượng ở Hội An rất là nổi tiếng. Tại sao mình không giới thiệu món ngon này ở Nhật Bản? Từ ngay lập tức bàn với anh trai,
vừa tìm mặt bằng học cách làm bánh mì, loay hoay hơn cả năm trời. Vào tháng 10 năm 2016, bánh mì Xin Chào mới thành hình tại một trong những trung tâm sầm uất ở Tokyo. Anh Tâm chia sẻ lại, Bùi Thanh Tâm không ngờ trở thành ông chủ lại khó khăn và vất vả như vậy. Mỗi ngày nhân viên chỉ làm theo ca, nhưng hai ông chủ phải làm việc gần 20 giờ trong nhiều tháng liền để cửa hàng hoạt động ổn định. Họ vừa làm chủ, vừa làm nhân viên bán bánh, làm đầu bếp, rất nhiều vai trò để tiết kiệm chi phí. Anh Tâm chia sẻ thêm, khởi nghiệp ở Nhật, đặc biệt là ngành ẩm thực không hề dễ dàng chút nào. Để khoan thủng sự bảo thủ trong tiêu dùng của người Nhật khi bán món ăn ngoại đã khó, chúng tôi còn gặp rắc rối về mặt pháp lý. Theo quy định, chúng tôi phải tìm được người Nhật có thu nhập ổn định, có lý lịch trong sạch, bảo lãnh cho anh em mình. Người lưu trú ngắn hạn có thể thuê mặt bằng và chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có điều gì bất trắc. Muốn có được giấy phép kinh doanh, mình cần có đầy đủ giấy phép về khóa học an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và khá là nhiều khê. Chưa kể anh Tâm phải liên lạc với hơn 50 xưởng sản xuất toàn Tokyo để đặt làm vỏ bánh mì kiểu Việt Nam. Anh lý giải, các vỏ bánh mì ở Nhật đều làm từ bột mì nguyên chất, bánh đặc ruột và dai. Trong khi đó, để làm bánh mì kiểu Việt Nam nguyên liệu có pha chút bột gạo để bánh giòn và thơm hơn. Bánh có kích cỡ nhỏ để tạo nên hương vị riêng. Hai ông chủ phải tự làm từ nước sốt, ướp thịt muối, thịt nướng, đủ cho 6 loại nhân đang bán tại cửa hàng. Thời gian đầu mở cửa hàng do món ăn lạ ở trung tâm Tokyo, bánh bán rất chạy. Nhưng sau giai đoạn bị hấp dẫn bởi nhân tố lạ, cửa hàng bắt đầu ít khách dần khiến hai ông chủ lo lắng. Anh Tâm kể, khi doanh số giảm, chúng tôi phải xem lại toàn bộ quy trình, rút ngắn thời gian làm một chiếc bánh mì chỉ trong 2 phút để khách không phải đợi, cải tiến công thức để phù hợp với khẩu vị ở đây. Tôi cũng tích cực giới thiệu trên diễn đàn, phát tờ rơi, quảng cáo với mọi người xung quanh, nhờ chú ý tiểu tiết mà tiệm đông khách trở lại. Với số vốn ban đầu huy động hơn 2 tỷ đồng từ người thân, bạn bè và đồng hương tại Nhật, sau 1.5 năm chạy vạy khắp nơi để mở cửa hàng đầu tiên, qua 6 tháng đã cắt lỗ, doanh thu mỗi ngày khoảng là 20-30 triệu đồng. Cửa hàng đang trong quá trình hoàn vốn. Hai anh em Tâm đang lên kế hoạch để mở cửa hàng thứ hai cũng ở khu vực trung tâm Tokyo vào cuối năm nay. Chúng tôi hướng đến Olympic năm 2020 diễn ra tại Nhật. Lúc đó mình có chuỗi cửa hàng bánh mì để cung cấp cho lượng lớn du khách đến đây tham quan. Vào đầu năm 2018, mình sẽ về Việt Nam, xứ sở của bánh mì thịt, đã mở chi nhánh bánh mì Xin Chào. Dù sao thì Việt Nam vẫn là nhà. Kế hoạch khá dài hơi nhưng không có gì là không thể. Hai anh em Tâm và Duy đi từ con số 0, nhưng với sự nhạy bén, dũng cảm của người Việt, tinh thần bền bỉ của người Nhật, họ nhất định sẽ thành công. Một lần nữa, nhà tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều từ Nam California đã có một chuyện quyết định hào hiệp. Ông đã tuyên bố tặng 5 triệu USD dành cho quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey tại Houston vừa qua. Theo tin của tờ báo Houstonian Magazine và từ trang Facebook của thị trưởng Turner, vào ngày thứ Hai ngày 11 tháng 9 năm 2017, tỷ phú Hoàng Kiều đã chính thức trao tặng 5 triệu USD dành cho quỹ cứu nạn nhân bão lụt Harvey tại Houston trong một buổi chiếu truyền hình trực tiếp. Trong lời phát biểu với sự góp mặt của thị trưởng Turner cùng với một số thân hữu người Mỹ gốc Việt, trong đó có các cựu dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn, ông Hoàng Kiều nói bằng tiếng Anh, tôi đến đây để cảm ơn người Mỹ đã giúp những người tị nạn chúng tôi vào năm 1975. Không có món tiền nào dù lớn tới hàng tỷ tỷ đồng có thể mang lại mạng sống của hơn 70 người Houston đã thiệt mạng trong cơn bão. Tuy nhiên, tôi đến đây để cầu nguyện cho linh hồn của họ được về với Thượng Đế. Một số tỷ phú khác cũng đã đóng góp cho quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey như ông Les Alexander với là 10 triệu USD, ông Michael với 36 triệu USD. Theo ước tính của tạp chí tài chính Fox, nhà tỷ phú Hoàng Kiều đang có tài sản trị giá khoảng 2,9 tỷ USD.
Hoàng Kiều, 73 tuổi, chào đời tại Quảng Trị vào năm 1944. Ông đến Hoa Kỳ tị nạn cùng với gia đình vào năm 1975 và được một nhà thờ bảo trợ cho gia đình ông. Và ông làm việc đầu tiên với lương là 1,25 đồng một giờ. Vào năm 1980, ông Hoàng Kiều thành lập công ty riêng, viết tắt là RAAS, hoạt động trong ngành sản xuất huyết tương y tế, chuyên cung cấp các kháng thể hiếm. Từ đó, việc làm ăn phát đạt đã đưa ông lên hàng triệu phú rồi tỷ phú. Nay ông còn làm chủ vườn nho sản xuất rượu vang mang tên là Hoàng Kiều Winery, từng tặng tiền cho các nạn nhân thiên tai tại Việt Nam cũng như là tại San Jose, và hiện là ông đang sống trong vùng Los Angeles. Trong 3 năm qua, việc kinh doanh của Road phát triển nhanh chóng, tăng trưởng lên đến 800% và đang có ý định mở rộng chi nhánh ra nước ngoài. Công thức nấu ăn truyền thống trong gia đình được truyền từ mẹ và dì đã giúp cho nhà vật lý trị liệu gốc Việt, ông Bảo Hoàng, ở thành phố Melbourne, Australia, xây dựng được một đế chế đồ ăn nhanh trị giá đến hàng triệu USD. Ông chủ gốc Việt 33 tuổi này đã hợp tác cùng với bạn học Ray Askiris và người em họ tên là Lee mở công ty kinh doanh đồ ăn Việt tên là Road, bán bánh mì, nem chuối, bún phở, cơm tấm, bánh xèo, gỏi. Trong 3 năm qua, việc kinh doanh của Road phát triển nhanh chóng. Chúng tôi muốn cung cấp cho thị trường loại thức ăn thay thế cho sushi, ông Bảo nói như vậy. Vào thời gian đầu, cửa hàng của Road mở trong ngõ Goldsboro, thành phố Melbourne, với mục tiêu là những khách hàng tiềm năng đến từ các cơ quan ở gần đấy như là tòa án quận Deloitte, ngân hàng quốc gia Australia, vua gỗ Mellison và công ty bảo hiểm CTU. Đồ ăn của Road dành cho những nhân viên văn phòng cần một bữa ăn trưa nhanh và lành mạnh, ông Bảo Hoàng cho biết. Việc kinh doanh ngày càng khởi sắc, cho đến nay đã có 36 cửa hàng của Road trải khắp nước Úc, tại các bang như Victoria, New South Wales, Queensland, Tây Australia và thủ đô Canberra. Doanh thu từ các cửa hàng lên đến 40 triệu đô Úc, gần 30 triệu USD trong một năm. Ông Bảo Hoàng tiết lộ nem cuốn Việt Nam rất được ưa chuộng tại Úc. Mỗi năm Road bán được từ 5 đến 6 triệu chiếc nem cuốn, chiếm đến 50% doanh số của công ty. Khi việc kinh doanh và thương hiệu tiếp tục phát triển, chúng tôi sẽ xem xét để kêu gọi đầu tư nhiều hơn, ông Bảo Hoàng chia sẻ như vậy. Tuy nhiên, ông Bảo Hoàng khiêm tốn khi được phóng viên yêu cầu so sánh chuỗi nhà hàng của mình với Snake, một thương hiệu về đồ ăn nhanh rất thành công có tên trong bảng xếp hạng BRW First 100 năm 2015 với doanh thu là 72 triệu đô Úc. Ông Bảo Hoàng cho biết là việc kinh doanh đồ ăn ở Úc không hề dễ dàng. Muốn kinh doanh, bạn cần phải có niềm đam mê và động lực thực sự. Một thương hiệu thực phẩm có thể đến với thị trường và ra đi nhanh chóng. Rất khó để quản lý được cơ sở kinh doanh mới khởi nghiệp với số vốn ít ỏi. Bạn phải xây dựng một thương hiệu thật mạnh mẽ. Chỉ cần doanh số bán hàng của bạn giảm đi 10% thì cũng có nghĩa là bạn đang gặp rắc rối lớn, ông chia sẻ tiếp như vậy. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, các nhà hàng bán đồ ăn nhanh trở thành ngôi sao của lĩnh vực bán lẻ. Sắp tới, Root sẽ mở nhà hàng đầu tiên ở bang Nam nước Úc trong năm 2016 và mục tiêu của Root là phải có 100 nhà hàng vào cuối năm 2018. Ông Bảo Hàng cho biết chắc chắn là Road sẽ phát triển ra thị trường quốc tế. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Manila, Philippines và cũng đã bàn cách phát triển chi nhánh ở các nước châu Á khác. Chúng tôi cũng muốn mở rộng thị trường ở Anh và Mỹ. Nước Mỹ là một thị trường lớn và đang bão hòa với hàng loạt chuỗi nhà hàng bán thức ăn nhanh như Hamburger and Pizza. Nhưng chúng tôi muốn cung cấp cho người tiêu dùng một thứ gì đó độc đáo hơn, ông Bảo Hoàng chia sẻ tiếp như vậy. Với hơn 700 nhân viên, ông Bảo Hoàng nhận định thách thức lớn nhất đối với một doanh nghiệp như Root là đẩy nhanh nhịp độ và phải tập trung vào việc phát triển đội ngũ làm việc cùng bạn và tạo nên một văn hóa làm việc đặc thù. Đó là công thức của sự thành công, ông Bảo Hoàng chia sẻ.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.